Thưa quý vị và các bạn, hiện tượng sương mù và mưa phùn vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo trong buổi sáng nay ở Hà Nội. Nếu quý vị có kế hoạch di chuyển trên các tuyến đường cao tốc hay các cung đường đồi núi nhiều khúc cua thì cần phải chú ý quan sát, bật đèn vàng, di chuyển chậm và giữ khoảng cách an toàn để kịp thời xử lý tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Sau khoảng 10 giờ khi mà có nắng xuất hiện thì sương mù mới tan dần, không khí trở nên thoáng đãng hơn. Đến buổi trưa, thời tiết Hà Nội bắt đầu chuyển nắng ráo, nhiệt độ vào khoảng 26 độ và sẽ tăng dần theo từng giờ. Đến 12 giờ sẽ là 27 độ và đạt mức cao nhất là 28 độ trong khoảng thời gian từ 13 đến 16 giờ chiều. Sau đó bắt đầu giảm dần khi trời tối nhưng nhiệt độ cũng không xuống dưới 24 độ. Khoảng thời gian này, thời tiết Hà Nội đang gia tăng hiện tượng nồm ẩm. Bên cạnh việc sàn nhà bị ẩm ướt dễ gây trơn trượt thì trời nồm còn khiến cơ thể con người mệt mỏi, đau nhức và khó chịu. Độ ẩm ở mức rất cao còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người có bệnh về đường hô hấp như là viêm phổi hay là hen phế quản. Do vậy, giữ môi trường sống và nhà cửa sạch sẽ khô ráo cũng như bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng là những giải pháp quý vị cần lưu ý thực hiện để bảo vệ sức khỏe khi ngày Tết đang đến gần. Và sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực Hà Nội trong ngày hôm nay. Ở khu vực phía tây thành phố, từ Phúc Thọ xuống tới Chương Mỹ Hà Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ là từ 22 đến 28 độ. Hình thái thời tiết này và mức nhiệt độ cũng diễn ra ở khu vực phía nam, từ Thanh Oai, Thường Tín xuống đến Mỹ Đức. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ là từ 21 đến 27 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 18 giờ 25 phút ngày hôm nay.